Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin The Chốt ngày 20 tháng 12 năm 2023. Trước khi đến với phần nội dung chi tiết, đừng quên dành một tràng follow like thật rực rỡ để bắt đầu những thông tin hot nhất ngày hôm nay và khép lại một ngày với nụ cười tươi rói rói. Arsenal tranh Luiz với Liverpool. Douglas Luiz đang chơi tuyệt hay trong áo của Aston Villa. Anh chính là mẫu tiền vệ phòng ngự có nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn, khả năng tranh chấp và phán đoán tốt. Rõ ràng đó là những tố chất của một cầu thủ ở khu vực giữa sân hoàn hảo, điểm 10 không có nhưng. Và những đóng góp không biết mệt mỏi của tiền vệ này đang giúp cho đội chủ sân Villa Park chiếm trệ ở vị trí thứ 3 tại ngoại hạng Anh và đồng thời vào vòng đấu loại trực tiếp Cúp C3 châu Âu. Đương nhiên với những dấu ấn như vậy, cầu thủ người Brazil được rất nhiều đội bóng lớn quan tâm và hỏi han. Arsenal chỉ là một trong những đội bóng theo đuổi cầu thủ 25 tuổi. Nhưng đương nhiên họ sẽ có đối thủ cực kỳ lớn và nặng ký cho thương vụ này. Theo The Mail, Liverpool quyết định gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Douglas Luiz. Ai cũng đã biết Liverpool sẽ chia tay Thiago Alcantara trong tương lai gần và huấn luyện viên Jurgen Klopp cần thêm tiền vệ để gia tăng chiều sâu cho đội hình. Ông thầy người Đức đánh giá cao khả năng của Luiz và muốn kéo anh về sân Anfield càng sớm càng tốt. Hợp đồng hiện tại của anh có thời hạn từ năm 2016. Aston Villa tuyên bố đây không phải người mà họ sẽ bán vào tháng 1 năm 2024. Bởi vậy Liverpool sẽ phải chờ đến mùa hè năm tới để có cơ hội chiêu mộ người Brazil này. Douglas Luiz chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn nữa nếu như Aston Villa có danh hiệu hoặc kết thúc cho top 4 ở ngoại hạng Anh. Chắc chắn đội chủ sân Villa Park sẽ yêu cầu một số tiền lớn cho trường hợp bán Luiz vào cuối mùa giải. Thậm chí họ có thể hét 100 triệu bảng cho ngôi sao của mình. MU có nguy cơ bị cấm đá C1 kể cả khi đứng thứ tư. Theo cập nhật từ tờ The Sun, Man United có nguy cơ bị cấm tham dự UEFA Champions League mùa giải 2024-2025 kể cả khi đội ông này cán đích trong top 4 ngoại hạng Anh cuối mùa. Lý do vô cùng bất ngờ tới từ việc tiếp quản tỷ của tỷ phú Sir Jim. Một khi thương vụ được công bố thì Quỷ Đỏ sẽ chính thức về chung một nhà với câu lạc bộ Nice của Ligue 1 dưới trướng của chính tỷ phú Sir Jim. Nhưng đáng nói là đội ông này cũng đang đua suất tham dự Champions League mùa giải tới tại Pháp. Theo quy định của UEFA, hai câu lạc bộ có chung chủ sở hữu sẽ không được góp mặt tại cùng một giải đấu của liên đoàn. Ở đây, chúng ta đang nhắc đến Champions League. Trong trường hợp hai câu lạc bộ cùng giành quyền tham dự Cúp C1 mùa tiếp theo, đội bóng có thứ hạng cao hơn ở giải quốc nội sẽ được ưu tiên. Đội còn lại sẽ bị tước quyền tham dự Cúp C1. Vâng, với MU họ đang xếp thứ 7 tại ngoại hạng Anh và đặt mục tiêu là vào top 4 cuối mùa giải này. Nhưng với Nice, câu lạc bộ này đang đứng hạng 2 ở Ligue 1. Và nếu như thứ hạng này được giữ nguyên tới cuối mùa, Nice sẽ là đội ưu tiên được giữ C1 trong hai câu lạc bộ thuộc sở hữu của Sir Jim. Nếu kịch bản trên diễn ra, MU buộc phải vô địch ngoại hạng Anh để xếp trên Nice và giành suất dự C1. Còn trong trường hợp hai đội có cùng thứ hạng, Quỷ Đỏ sẽ được ưu tiên hơn bởi giải ngoại hạng Anh được UEFA xếp hạng cao hơn Ligue 1. Nhưng với tình hình như hiện tại, MU với 6 điểm kém hơn top 4, 11 điểm so với đội đầu bảng Arsenal thì khó có ai có thể tin rằng Quỷ Đỏ có thể cán đích ở vị trí thứ 2 trở lên. Dẫu vậy vẫn có cách để cả hai đội Manchester United và Nice cùng được tham dự Cúp C1. Đó là chủ mới Sir Jim phải tìm cách chuyển giao quyền kiểm soát và ra quyết định tại một trong hai câu lạc bộ cho một bên độc lập. Một kịch bản rất khó bởi ông đã tốn rất nhiều công sức để chạy đua tiếp quản Man United cũng như đầu tư cho Nice nhiều năm qua. Trở lại với Quỷ Đỏ thành Manchester, trước khi nghĩ tới viễn cảnh xa xôi hơn là phải cạnh tranh với Nice thì họ cần phải tập trung cho chính mình ở ngoại hạng Anh. Ở vòng 18 Premier League tuần này, thầy trò huấn luyện viên Ten Hag sẽ phải làm khách của West Ham. Họ buộc phải thắng để tiếp tục bám đuổi những đối thủ như Newcastle hay Tottenham. Còn nếu thua, họ sẽ bị chính West Ham đẩy xuống hạng 8, thậm chí là 9 nếu Brighton giành chiến thắng. Trôn football giúp Ronaldo vô địch World Cup. Mới đây, kênh bóng đá nổi tiếng thế giới có tên là Trôn football đã vẽ ra một kịch bản thay thế cho trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Trong câu chuyện viễn tưởng này, Bồ Đào Nha giành chiến thắng ở trận chung kết trước Argentina với tỷ số 3-2 nhờ cú hat-trick của Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, thì Lionel Messi, đối thủ lâu năm của CR7, cũng đã chỉ ghi được hai bàn thắng cho Argentina và đành bất lực nhìn đại kẻ địch lên đỉnh thế giới. Rõ ràng đây là một kịch bản vô cùng huyền ảo, khác xa với những gì mà CR7 cùng các đội thực hiện được ở Qatar hồi năm ngoái. Thật vậy, những siêu cao đến từ châu Âu của huấn luyện viên Fernando Santos đã kết thúc cuộc phiêu lưu của mình sau khi bị Maroc đánh bại 1-0 ở tứ kết. Còn với Ronaldo, anh kết thúc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hồi năm ngoái với chỉ một bàn thắng ghi được. Mặt khác thì Messi đã hoàn thành được ước mơ lớn nhất cho sự nghiệp của mình khi gồng gánh Argentina lên ngôi vô địch thế giới. César đến từ xứ sở Tango đóng vai trò không thể thay thế cho đội hình của huấn luyện viên Scaloni khi ghi 7 bàn sau 7 trận. Chiến thắng của Messi ở Qatar 2022 giúp anh giành thêm quả vàng thứ 8 cho sự nghiệp và được giới chuyên môn nhận định là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Dẫu vậy, Ronaldo vẫn có quyền mơ về chức vô địch World Cup 2026 tại Canada, Mỹ và Mexico diễn ra vào 3 năm nữa. Bất chấp việc, ngôi sao của Anas khi đó đã bước sang tuổi 41. Nhưng với nghị lực phi thường, cùng ý chí và khát khao và phong độ đỉnh của Chop, anh vẫn được
người hâm mộ kỳ vọng có thể sẽ có một phép màu xảy ra. Nếu Ronaldo vẫn duy trì phong độ hiện tại thì đương nhiên mọi thứ đều có thể. Cuộc đua chiếc giày vàng Saudi Pro League đang nóng lên và CR7 đang dẫn đầu cuộc đua với 16 phát lập công. Tiếp theo đó là tiền đạo Mitrovic của câu lạc bộ Al Hilal với 15 bàn. Tuy nhiên đằng sau hai người dẫn đầu là một ứng cử viên khác cũng rất bất ngờ cho vị trí thứ ba, đó là cựu tiền đạo của Tottenham Hotspur, Kevin Nkudu. Cầu thủ 28 tuổi này đã trải qua 3 mùa giải đáng quên ở Bắc London khi chỉ ghi được một bàn sau 27 trận trên một đấu trường. Với 14 bàn thắng, anh chỉ kém hai người đứng đầu là Ronaldo và Mitrovic một quãng rất ngắn cho cuộc đua chiếc giày vàng. Tuy nhiên bất chấp thành tích của tuyển thủ Cameroon, Denmark vẫn kém đầu bảng Al Hilal 20 điểm sau 17 trận. Nkudu có 4 mùa giải kém cỏi ở Bekistat, nơi anh chỉ ghi được 21 bàn thắng, có 9 được kiến tạo sau 108 trận trên một đấu trường. Tuy nhiên vận may của cầu thủ này đã thay đổi khi anh gia nhập đội bóng Denmark ở SPL vào tháng 8 năm nay. Nkudu đã đóng góp 19 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia Saudi và anh là cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất mùa giải này sau Ronaldo, người có 24 bàn. Nkudu chắc chắn sẽ hy vọng tiếp tục lập thành tích đáng nể khi Ronaldo và Mitrovic phải đối mặt với một đối thủ không thể tin được cho cuộc đua chiếc giày vàng SPL. CR7 đã có khởi đầu mùa giải tuyệt vời tại câu lạc bộ Al Nassr, đội bóng anh gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 12 năm ngoái. Cầu thủ 38 tuổi này đã ghi được 20 bàn thắng, có 10 pha kiến tạo sau 22 trận trên một đấu trường. Điều đó bao gồm thành tích dẫn đầu ở giải đấu với 16 bàn thắng, 8 pha kiến tạo trong 15 trận ở SPL, đưa câu lạc bộ Al Nassr đứng thứ hai, kém câu lạc bộ Al Hilal 10 điểm nhưng còn một trận chiến đấu trong tay. Các bàn thắng còn lại của Ronaldo là 3 bàn ở AFC Champions League và ở Kings Cup. CR7 cũng có một pha kiến tạo trong một trận đấu ở vòng loại AFC Champions League. Tổng thành tích của đội trưởng đội tuyển Bologna cho câu lạc bộ Al Nassr hiện tại của anh là 34 bàn thắng, 12 pha kiến tạo sau 41 trận trên mọi đấu trường. 14 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho số này đến ở mùa giải trước sau 19 trận trên mọi đấu trường. Cầu thủ gốc Việt ghi bàn ở FA Cup. Thưa quý vị và các bạn, U18 Burnley vừa có cuộc tiếp đón U18 Birmingham City trên sân nhà Tootmore vào hôm 19 tháng 12 tại FA Trade Cup, giải đấu do Liên đoàn Anh tổ chức cho lứa tuổi dưới 18. Đáng chú ý cho đội hình xuất phát của đội chủ nhà U18 Burnley có sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều sinh năm 2K6, Brandon Lee. Được biết vị trí thi đấu sở trường của tài năng trẻ 17 tuổi là hậu vệ, nhưng đôi lúc anh được huấn luyện viên xếp đá vị trí tiền vệ trung tâm hoặc thậm chí là tiền vệ tấn công. Ở trận gặp U18 Birmingham City, Brandon Lee mặc áo số 8, anh có màn trình diễn ấn tượng, góp công giúp U18 Burnley giành chiến thắng chung cuộc. Cụ thể dù không ghi bàn, nhưng Brandon Lee đã thi đấu trọn vẹn 90 phút chính thức cộng thêm 30 phút thi đấu ở hiệp phụ. Theo đó có công lớn và chiến thắng 4-3 của U18 Burnley sau là sút luân lưu. Cuối tháng 11 vừa qua thì cầu thủ gốc Việt Brandon Lee đã đặt bút ký vào bảo đồng với câu lạc bộ Burnley. Đội bóng đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, anh ký bảo đồng theo diện cho mượn sau khi chia tay học viện Sheffield United. Tôi rất vui khi đã gia nhập Burnley. Tôi đã được chào đón kể từ khi đến đây. Cao thủ và bao luyện đều rất tuyệt vời. Tôi đã tận hưởng được tuần qua ở đây và tôi rất vui khi vụ chuyển nhượng được hoàn tất. Tôi rất mong chờ thời gian thi đấu của mình ở đây. Theo thống kê thì hậu vệ 17 tuổi đã có 3 lần ra sân chung 18 Burnley ở mùa giải này. Nếu thi đấu hiệu quả, Bradley hoàn toàn có khả năng được đội bóng xứ sở sương mù mùa đất. Cần phải nói thêm, Bradley có bố là người Việt Nam, đang mang quốc tịch Ireland. Anh từng cùng gia đình về Việt Nam trong một vài lần. Đáng nói hơn nữa, hậu vệ gốc Việt này chưa từng khóa đội tuyển quốc gia Ireland, nên nếu như có nguyện vọng nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thì quá trình tiến hành thủ tục sẽ diễn ra khá thuận lợi. Cũng trong ngày 19 tháng 12, thủ môn Phi Đức Nguyễn cũng đã chính thức nhận quyết định nhập tịch Việt Nam. Và trên căn cước công dân thì anh có tên là Nguyễn Philip. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin giờ chót ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVS Vlogs.